Đông y phát triển hơn Tây y rất nhiều, Đông y thuộc một đẳng cấp hoặc là tầng thứ khác biệt hoàn toàn so với Tây y, và nó cũng rộng lớn và tinh thâm vô cùng. Thực ra thì cảm ơn bạn đã còm ở đây. Chúng ta không thể phủ nhận được vấn đề Tây y. Tây y phát triển cực kỳ tốt. Và bản thân mình thì có cả hai bằng Đông y và Tây y. Và mình không đánh giá là thằng nào phát triển hơn thằng nào. Nhưng ngược lại, nếu một xét về mức độ chủ quan thì phải lên nhớ rằng tất cả những cái gì mà Đông y đang có thì Tây y lại là bóc tách và tìm ra từ phân tử, vi phân tử, từ microgram. Đặc biệt những vấn đề mà Tây y giải quyết cực kỳ tốt, nó là vấn đề ngoại khoa. Đông y ngày xưa mấy ông mà bị ruột thừa cái là đứt luôn lập tức, hay là bị chấn thương mà vỡ đầu mà chảy máu ở nội sọ thì không, thì Đông y làm sao mà giải quyết được. Tây y mở ngay lập tức hộp sọ ra, lập tức có máy hút và hỗ trợ điều trị những cái chứng bệnh liên quan đến ho hen nghẹn, mà Đông y làm sao giải quyết được. Tây y có những thuốc như là xoay thai, hoặc là những dòng như là Adalin hoặc Pantolin xịt phát là giãn ngay lập tức phế quản để mở đường thông ngay lập tức ra. Và những cái ca đặc biệt là về sản khoa, ngày xưa có các cụ thường có một câu là chữa là cửa mà. Ngày xưa một vấn đề rau cài răng lược thai ngược khó đẻ là đi ngay lập tức cả mẹ cả con. Cho nên là nếu mà phát biểu như của bạn là vấn đề chủ quan, mình lại không đánh giá đúng hay sai, nhưng mà phải lên nhớ rằng để đến bây giờ các bác sĩ Đông y nếu được học đại học, ông Lang bà Mế không nói nhé, xét theo mức độ chủ quan, người ta sẽ cái quan điểm về trai truyền con nối, bố mày không cần biết ông nọ bà kia nói gì, và vì là cụ của tao, kỵ tao làm như thế, bố tao làm như thế, ông tao làm như thế, bố tao làm như thế và tao cũng làm như thế. Người ta phát triển kiểu khác. Còn nếu là một bác sĩ Đông y thì người ta sẽ dựa trên những cái kiến thức của y học, những cái chỉ số, đặc biệt là những cái xét nghiệm sinh hóa, thì nó đã tìm ra được rất nhiều thứ. Ngày xưa Đông y làm sao tìm được cái sán lá gan nhỏ, nhỏ nhất trong những nhà có loại sán ở trong cơ thể, nó phá hủy như thế nào. Cho nên là trân trọng, hoặc là cách chữa bệnh thì cả hai phương pháp Đông y và Tây y đều hướng tới mục đích duy nhất là chữa bệnh cho con người. Và chúng ta phải tôn trọng những cái giá trị của Tây y đem tới. Cho nên là hy vọng rằng là các, hoặc là các anh chị nhìn có nhìn cách nhìn nào khác nữa thì còn ở dưới này. Xin chào.